Draymond Green ấn định ngày tái xuất, niềm vui trở lại cho Golden State Warrior. Trong 12 trận đấu gần nhất, Golden State Warrior chỉ có đúng 3 chiến thắng và đang rất cần sự trở lại của Draymond Green, một thủ lĩnh trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Chia sẻ trên postcard của chính mình, Draymond Green đã ấn định ngày anh muốn ra sân thi đấu trở lại trong màu áo của Golden State Warrior. Tiền đạo của Warrior chia sẻ trên The Draymond Green Show. Thứ ba tuần tới, ngày 15 tháng 3 trong trận gặp Washington Wizards, đó là ngày mà tôi đặt mục tiêu sẽ tái xuất. Tôi đang cảm thấy rất nóng lòng được ra sân. Đã 2 tháng rưỡi rồi, tôi không được thi đấu và tôi chưa bao giờ phải ngồi ngoài lâu đến vậy. Tôi cực kỳ hào hứng và nôn nóng được thi đấu trở lại, cùng các đồng đội chinh chiến và chèo lái con thuyền Warrior đi đúng hướng ở phần cuối của regular season này. Trong 12 trận đấu gần nhất, Golden State Warrior mới chỉ có đúng 3 chiến thắng và phải nhận đến 9 thất bại. Từ việc cạnh tranh vị trí số 1 miền Tây với Phoenix Suns cách đây 1 tháng, Stephen Curry và các đồng đội nay đã chính thức rơi xuống hạng 3 miền Đông. Lần gần nhất Draymond Green ra sân trọn vẹn một trận đấu tại NBA đã là từ đầu tháng 1. Sau đó, anh bỏ lỡ 27 trận đấu của Golden State Warrior. Trong khoảng thời gian này, Warrior đã thi đấu khá ổn trong 3 tuần đầu tiên, nổi bật với chuỗi 9 trận bất bại. Nhưng kế đến, họ để thua 9 trong tổng cộng 12 trận đấu và hiện có tổng thành tích là 44-22. Vì là mắt xích tối quan trọng ở cả tấn công lẫn phòng ngự của Warrior, Draymond Green tái xuất là thông tin rất đáng mong đợi với người hâm mộ của Golden State. Anh ra sân trở lại sẽ vừa giúp các đồng đội chơi gắn kết và hiệu quả hơn, vừa là cú hích tinh thần rất lớn cho một tập thể Warrior đang có dấu hiệu rệu rã. Huấn luyện viên Steve Kerr chia sẻ, cậu ấy đã có khoảng thời gian hồi phục khá tốt và đây là thông tin rất tốt với chúng tôi. Draymond đang tập luyện rất chăm chỉ, đặc biệt là ở khâu dứt điểm và cải thiện độ linh hoạt. Đội bóng đang rất cần sự trở lại của Draymond và tôi tin rằng cậu ấy sẽ sẵn sàng sớm thôi. Nếu có thể thi đấu đúng theo dự định, Draymond Green sẽ ra sân trở lại vào thứ 3 tuần tới, ngày 14 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Đó là ngày diễn ra trận đấu giữa Golden State Warrior và Washington Wizards tại Chase Center, sân nhà của Warrior. Còn đối với Golden State Warrior, họ vừa ngăn mạch thua bằng chiến thắng trước LA Clippers. Vào ngày hôm qua khi Warrior đến làm khách trước Denver Nuggets và ứng cử viên MVP Nikola Jokic, một loạt trụ cột quan trọng đã được huấn luyện viên Steve Kerr cất giữ, bao gồm Stephen Curry, Klay Thompson và Andrew Wiggins. Điều này vừa cho phép bộ ba trong đội hình xuất phát nghỉ ngơi, vừa tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Moses Moody, Jordan Poole hay Jonathan Kuminga tỏa sáng. Quyết định ấy hóa ra là vô cùng đúng đắn khi các tài năng trẻ của Warrior duy trì được sự tự tin ở trận đấu ngày hôm nay. Còn ba trụ cột Curry, Thompson và Wiggins chơi tròn vai để giúp Warrior có được chiến thắng. Sau khi ghi 16 điểm trước Denver Nuggets, Jonathan Kuminga đã tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có 21 điểm trước dàn big man của LA Clippers, dẫn đầu tập thể Golden State Warrior. Ngay phía sau tân binh người Congo là Klay Thompson với 20 điểm, 9 trên 23 field goal và Jordan Poole 20 điểm, 4 trên 6 quả 3 điểm thành công. Stephen Curry ghi 15 điểm cùng 5 assist, 5 rebound và 3 steal. Moses Moody trong ngày được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu đã chơi khá ổn với 10 điểm ghi được.